Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 13 tháng 9 năm 2023, theo khảo sát, giá cá ếch lương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá cá tra tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ xu hướng ổn định. Giá cá tra thịt dao động khoảng 26.500 đến 28.000 đồng 1 kg, trong khi cá tra giống loại 30-35 còn giá giảm nhẹ 30.000 đến 32.500 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh xu hướng giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào. Cụ thể, loại cá lóc thịt giá từ 40.000 đến 46.000 đồng 1 kg tùy size. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá dao động 120 đến 180 đồng. Ếch thịt tại khu vực Đồng Tháp, An Giang giá tăng nhẹ. Giá ếch thịt hiện có giá từ 36 đến 39.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 300 đến 450 đồng 1 con. Giá cá điêu hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang có giá giảm nhẹ. Loại cá thịt 600g có giá từ 45.000 đến 48.000 đồng 1 kg. Cá điêu hồng giống có giá từ 27 đến 30.000 đồng. Giá cá trê vàng loại cá thịt 67 con 1 kg tại Đồng Tháp, giá giảm nhẹ 35.000 đến 38.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, giá cá rô phi tăng nhẹ từ 37 đến 39.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 kg có giá dao động từ 35.000 đến 37.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang, An Giang có giá tăng mạnh từ 72 đến 78.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận, giá lương thịt có xu hướng giảm nhẹ, dao động từ 86 đến 92.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.